56. Dạ, anh đặt tôi là 56 cây. Anh ở gần đây nha bà con, anh cũng gần địa chỉ của trung tâm cây giống. Con được được yên tâm chồng. anh có thì anh chia sẻ cho bà con. Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trụ sở chính của trung tâm cây giống được đặt ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay bên trung tâm cây giống thử trái sầu riêng Musukin nha bà con. Bạn sầu riêng Musukin này đang hot với thị trường thì cũng có nhiều anh chị đang quan tâm về chất lượng của trái cũng như là cây giống nha. Hôm nay thì có chủ đầu tư đến để mua những cái cây giống sầu riêng Musukin thì Ly cũng muốn test để mời chủ đầu tư chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cái chất lượng trái nó ngon như thế nào ha bà con. Thì thường ngày thì bên trung tâm cây giống chia sẻ cho quý bà con chúng ta rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay Ly sẽ mời chị Kiều chia sẻ cho quý bà con chúng ta ha. Cái dao này nó hơi khó khui á anh nè. Cái dao của họ mình khui nó rất là dễ. À, nãy em quên cân thử cái trái này nhiêu ký. À, 1,4 kg nhưng mà hơi yếu một tí xíu. Nó cũng nặng quá ha. Dạ, thấy nó nhỏ nhỏ vậy chứ nó có vỏ nè. À, thấy nó muốn này. Đây, đây là cái cơm. Cái này nó chín nhiều rồi. Sầu riêng Musukin thì mình ăn nó vừa chín tới thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều á. Đây mời chị ăn thử đi. Đây, nè. Khô ha. Dạ. Em muốn anh chia sẻ thật sự. Thử coi. Tôi chú ý cái ngọt có ngon hay không đi. Anh cảm nhận cái độ béo hay là cái độ ngọt hay là cái cơm nó như thế nào mà cái chất lượng nó như thế nào đó anh? Thì cũng ngon, ngon, được béo mà không sơ. Cơm vàng. Thứ nhất là cơm vàng, thứ hai là béo nha bà con. Béo. Cái thứ ba nữa là không có sơ. Trái này là trái sầu riêng vạt nha, trái sầu riêng vạt là trái nhỏ vậy mà ký tư á. Ký tư, trái nào nó cũng có ngọc có muối hết. Đây là cũng là chủ đầu tư luôn nha. Anh đầu tư bao nhiêu cây sầu riêng Musukin? 56. Dạ, anh đầu tư là 56 cây. Anh ở gần đây nha bà con, anh cũng gần địa chỉ của trung tâm cây giống. Con được được, yên tâm chồng. anh nói thì anh chia sẻ cho bà con. Nữa rất là ngon nha bà con. Rồi, anh chia sẻ là rất là ngon nha. Anh cũng rất là yên tâm để trồng nha bà con. Anh đầu tư nhưng anh hồi hộp là giống mới không biết nó ngon hay là nó không. Nhưng mà ngày hôm nay thì bên Ly cũng nhân dịp là chủ vườn á, cũng gửi tặng cho được hai trái sầu riêng. Nhưng mà hai trái này là sầu riêng vạt chứ cũng không phải là sầu riêng loại một nữa. Đây nè, đây là cái trái sầu riêng Musukin nè. Còn những cái trái trên đây là trái sầu riêng G6. Em tính quay là em tính so sánh hai loại sầu riêng á. Đây cũng là trái sầu riêng Musukin nữa nè. Dạ. Dạ. Đây cái cách nhận dạng của sầu riêng Musukin thì cái đít nó sẽ có cái hình bông sao. Đó. Cái trái sầu riêng này hồi nãy nó lép ghê không chị, mà học nào nó cũng có muối hết luôn ha. Nó không có lép học nào luôn. Ờ chị ăn hết đi, chị cho em xem thêm cái hạt ở trong nó lép như thế nào á. Đó, cái hạt đó ha bà con. Lép tới 90% luôn. Không, cái trái nào cái chất lượng nó ngon là nó ngon hả chị? Mình ở đâu ta? Tiền Giang nhưng mà chị ở huyện nào á? Cái bè ha, cái bè ở trên đó là cần tăng có những cái vườn lớn trên đó đang thu hoạch rồi. Chủ vườn là anh Bon á. Chứ rồi anh thu là trong mùa dịch luôn. Anh thu xô á là 250.000 ký á. Dạ đúng rồi, hồi lúc đó nó còn hiếm, còn bây giờ thì tùy vườn nha. Có vườn mua 200, có vườn mua 250. Còn mà mua trái ở trên cái cây đầu dòng nó sẽ mắc nữa. Trong khi những cái bo của tụi em lấy trên cái cây đầu dòng đó, có những cái trái mà kêu mấy chị vừa lại á, chỉ bán tới 350.000 ký thôi. Đây là chủ đầu tư thực tế nha bà con. Anh cũng muốn ăn thử trái để anh yên tâm để anh trồng á. Nhưng mà anh ăn thử rồi thì anh rất là yên tâm nha. Thì ngày hôm nay thì bên trung tâm cây giống cũng đang lên hàng đi cũng rất là nhiều. Thì bên trung tâm cây giống có những chiếc xe để hỗ trợ phí vận chuyển cho quý bà con chúng ta nào mà mua số lượng trên 100 cây nha bà con, gần ở khu vực Tiền Giang nha, tức là khu vực Long An nè, Chợ Gạo, Đồng Tháp. Mua số lượng mà trên 100 cây thì bên trung tâm cây giống sẽ hỗ trợ phí vận chuyển hoàn toàn là miễn phí nha.
Còn mua số lượng mà ít hơn thì phải cộng thêm phí vận chuyển nha bà con. Hoặc là ở xa thì bên trung tâm cây giống sẽ lấy thêm một phần phí vận chuyển tiền xe ha. Còn ngày hôm nay thì buổi chiều thì mấy anh đang chị cũng đang lên hàng. Lên hàng chắc đi xe đỏ đỏ bên kia thì là xe GNT. Xe GNT thì bên trung tâm cây giống sẽ đóng hàng bưu điện gửi tận nhà cho quý bà con chúng ta nào mua số lượng ít á, tầm khoảng là từ 5 cây, 10 cây, 2, 30 cây mà ở miền Trung, miền Bắc thì Ly sẽ gửi bằng đường bưu điện nha. Còn đi trong miền Tây thì bên trung tâm cây giống sẽ đi bằng đường xe tải, giao bằng đường xe tải ha bà con. Còn đây là có chủ đầu tư đến chọn những cây dừa đỏ Mã Lai. Bên trung tâm cây giống nơi trưng bày cây giống địa chỉ chính á, là được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ha bà con. Thì bây giờ Ly sẽ đi quay cho quý bà con chúng ta xem cái bảng hiệu ha. Còn những cái trái sầu riêng này tí xíu nữa Ly sẽ quay lại cho quý bà con chúng ta xem một lần nữa nha. Đây là xe 7 chỗ nè. Xe này thì bên Ly cũng hỗ trợ phí vận chuyển luôn. Cái này là sầu riêng Musakin này nha bà con, của chủ đầu tư mới vừa ăn thử trái luôn. Anh còn đang đứng ở đây. Còn xe này thì vận chuyển đi về tuyến Kiên Giang nè, Cần Thơ qua Bạc Liêu, vòng qua Kiên Giang luôn hết bà con. Ly sẽ gom lại đủ xe tầm khoảng là hơn 1.000 đến 2.000 cây thì bên trung tâm cây giống sẽ đi giao một tour giống như vậy ha. Còn có kèm theo là sầu riêng Musakin nữa nha bà con. Tại vì đang cho chiếc xe bự này xuống xong rồi mới lên xe nhỏ nha. Tại nơi đây là nơi trưng bày cây giống ha bà con. Còn hợp đồng cây giống thì ở trong nhà vườn. Còn nơi đây là địa chỉ chính nè. Thì bên trung tâm cây giống ngoài cung cấp cây giống ra thì luôn hỗ trợ tận vườn cho quý bà con chúng ta ha. Thì bên trung tâm cây giống có liên kết với công ty Bio Giao Băng nha bà con. Quả cầu lửa 007 nè. Mấy anh kỹ thuật sẽ đến tận vườn tư vấn cho quý bà con chúng ta cách trồng sầu riêng nè, cách làm trái sầu riêng. Và đặc biệt là bên trung tâm cây giống có đi luôn hệ thống nước qua trồng cây trực tiếp cho quý bà con chúng ta luôn nếu như cô chú anh chị nào có cái nhu cầu nha. Bây giờ thì Ly sẽ đi chen qua đường bên đây. Nơi tập kết cây giống thì nó sẽ xe hơi đông đông một tí xíu ha. Còn đây là cái bảng hiệu đây. Trung tâm cây giống mang yên tâm đến mọi nhà. Và bên trung tâm cây giống chỉ xài hai số điện thoại duy nhất hiện trên màn hình thôi nha bà con. 0345679887 và 0777403339. Hai số điện thoại trên đều có xài Zalo bên. Chỉ chuyển máy thôi nha bà con. Tức là quý bà con chúng ta gọi vào số điện thoại này, máy bận thì sẽ chuyển qua những cái máy khác. Thì bên trung tâm cây giống có 10 máy, 10 bạn chuyên viên để trực tổng đài nha bà con. Nếu như cô chú anh chị gọi tới không được thì quý bà con chúng ta gọi lại lần hai giúp Ly nha. Tại vì cũng có nhiều cô chú anh chị hỏi tư vấn kỹ thuật nè, hoặc là tư vấn về cây giống nha bà con. Cô chú anh chị thấy kẹt máy thì gọi lại lần hai giúp Ly ha. Đường này nó bị kẹt rồi. Đây là chủ đầu tư để lấy những cây dừa đỏ Mã Lai. Đây là trái sầu riêng Musakin. Để mình khui trái khác đi. Đây còn thêm một trái nữa nè. Sao ta? Tính khui cho quý bà con chúng ta xem luôn. Nhưng mà bây giờ thì Ly sẽ xin kết thúc video tại đây đi ha bà con, để tránh video nó quá dài. Một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Cô chú anh chị có bất cứ câu hỏi gì thì cứ vui lòng gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình. Bên trung tâm cây giống sẽ trả lời và tư vấn cho quý bà con chúng ta nhanh hơn và sớm hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào 18:30 hàng ngày. Ly tiếp tục chia sẻ cho quý bà con chúng ta nhiều hơn, kỹ hơn về những loại cây giống cũng như mô hình trồng sầu riêng Musakin nha bà con. Bye bye.